xin kính chào quý trưởng quý trợ tá quý phụ huynh và tất cả các bạn thiếu nhi rất thân mến trong những tháng trước chuyên mục vị thánh trong tháng đã giới thiệu và gửi đến quý trưởng quý trợ tá quý phụ huynh và tất cả các bạn thiếu nhi mẫu gương một số vị thánh là những người truyền cảm hứng cho chúng ta học hỏi noi theo trong những khía cạnh khác nhau của đời sống đức tin tháng này chúng ta sẽ gặp một vị thánh rất nhỏ tuổi Thánh nhân mang đến cho chúng ta một tâm hồn yêu mến Chúa trong sáng hồn nhiên, một sự kết hợp mật thiết với Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, sống quyết tâm với những điều Chúa truyền dạy. Đó là Thánh Đa Minh Savio. Điều này được thể hiện qua một Chăm chỉ cầu nguyện 2. Yêu mến Thánh Thể 3. Quyết không phạm tội Giờ đây, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nhé! Thánh Đa Minh Savio Ngày 2 tháng 4 năm 1842, Đa Minh Savio ra đời tại Riva, vùng Chiari thuộc thành phố Torino, miền Bắc nước Ý. Ngày 2 tháng 4 năm 1842, cậu lãnh nhận bí tích rửa tội. Ngày 8 tháng 4 năm 1849, được rước mình thánh chúa lần đầu. Ngày 13 tháng 4 năm 1853, lãnh nhận bí tích thêm sức. Ngày 29 tháng 10 năm 1854, Damien Savio vào học ở trường của cha thánh Don Bosco. Ngày mùng 1 tháng 3 năm 1857, cậu dã từ cha thánh Don Bosco và các bạn để về gia đình trị bệnh. Ngày mùng 9 tháng 3 năm 1857, cậu qua đời. Ngày mùng 5 tháng 3 năm 1950, được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tuyên phong á thánh ngày 12 tháng 6 năm 1954, cũng được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tuyên phong hiển thánh. damin Savio sinh ra trong một gia đình có truyền thống đạo đức tốt lành. Cha là ông Carlo làm nghề thợ rèn, mẹ là bà Brigida Gazzato làm nghề thợ may. Cậu là con thứ hai trong số 10 anh chị em. Ngay từ nhỏ, cậu đã được cha mẹ dạy sống tốt lành, yêu thương mọi người và vững tin vào Chúa vì thế, ước muốn nên thánh dần lớn mạnh trong cậu. Hàng ngày cậu chăm chỉ học văn hóa, siêng năng học giáo lý, đọc kinh và thường xuyên đi nhà thờ, đi lễ. Năm 12 tuổi, cậu được cha thánh Don Bosco đồng hành và hướng dẫn trên con đường thánh thiện. Từ đó, cậu luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa và sống hiền hòa với mọi người cho đến cuối đời. Cả cuộc đời của Đa Minh Savio là một bài ca ngợi tình thương của Chúa và đã để lại cho chúng ta nhiều nhân đức sáng người ngay khi cậu mới bập bẹ biết nói mẹ đã dạy cậu đọc những kinh nguyện dễ nhất chẳng bao lâu cậu đã biết đọc thuộc lòng một mình chính cậu còn mời gọi người trong nhà đọc kinh khi họ quên một hôm cha mẹ cậu chia trí vì một vài tiếng ồn ào đã bắt đầu dùng bữa không làm dấu đa minh liền lên tiếng cha ơi chúng ta chưa xin Chúa chúc lành cho của ăn của chúng ta. Nói xong, chính cậu bắt đầu làm dấu thánh giá và đọc kinh như thường lệ. Ở cái tuổi mà các trẻ em chỉ biết nô đùa, Savio lại chỉ thích tới nhà thờ đi lễ và cầu nguyện. Nhiều lần cậu đi lễ sớm. Khi nhà thờ chưa mở cửa, cậu đã quỳ cầu nguyện trước cửa nhà thờ, kể cả trong mùa đông lạnh giá cũng thế. Cha sứ Joan Zuka đã nói, trong những ngày đầu tiên tôi đến xứ, tôi thường thấy một em bé khoảng 5 tuổi theo mẹ đến nhà thờ. Em thật xuất sắc trong nhà thờ và một ngày em tới sớm, dù sương tuyết, tôi thấy em quỳ cầu nguyện trước nhà thờ. Lớn lên, khi học ở trường của cha thánh Don Bosco, cậu luôn làm gương cho các bạn trong trường về đời sống cầu nguyện mật thiết với Chúa. Mẹ của cha Don Bosco đã nói với ngài, "Con có rất nhiều những trẻ tốt" nhưng không trẻ nào có thể vượt qua được cõi lòng tốt lành và linh hồn đẹp đẽ của Đa Minh Savio. Vì mẹ thấy Đa Minh Savio luôn luôn cầu nguyện ở lại trong nhà thờ sau các người khác. Hơn nữa, cậu luôn dành một phần giờ chơi để đọc sách đạo đức hay cùng với một số bạn đọc kinh để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội. Nhiều khi, cậu chăm chú cầu nguyện đến độ, ở bất cứ nơi nào, dù ngay giữa những tiếng ồn ào chói tai nhất, cậu vẫn có thể tập trung tư tưởng và tình mến để nâng lòng lên cùng Thiên Chúa. Cùng với đời sống cầu nguyện sâu sắc, cậu còn có lòng yêu mến thánh thể cách đặc biệt. Khi mới 5 tuổi, cậu đã được giúp lễ. Được gần Chúa, cậu rất vui mừng và hạnh phúc. Vì thế, hàng ngày cậu rất chăm chỉ đi giúp lễ để được gần gũi Chúa có những ngày thời tiết mùa đông khắc nghiệt, cậu vẫn quyết tâm đến để gặp Chúa. Nhiều người đã nói, hẳn là cậu bé này phải yêu mến Chúa Giêsu lắm nên mới làm như vậy. Quả thật Đa Minh Savio rất yêu mến Chúa. Vì thế, khi mới 7 tuổi, Đa Minh Savio đã được xưng tội rước lễ lần đầu. Đây là một hồng ân lớn lao với cậu, vì vào thời đó, 12 tuổi, các trẻ mới được phép lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể để kỷ niệm biến cố trọng đại này, cậu đã quyết tâm thực hiện bốn điều: một, em sẽ năng sừng tội và rước lễ; hai, em muốn thánh hóa các ngày lễ; ba, bạn của em sẽ là Chúa Giêsu và Mẹ Maria; bốn, tha chết chẳng tha phạm tội. Từ khi được Chúa Giêsu thánh thể ngự vào lòng mình, ngày nào Savio cũng đến viếng thánh thể. Thậm chí khi đi học, vào mỗi dịp về nhà nghỉ hè. Cậu thường mời gọi các em nhỏ đến viếng Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể. Nào các em hãy đi với anh, chúng ta đến viếng Chúa Giêsu Thánh Thể để nhắc nhở với Ngài rằng chúng ta là bạn hữu Úc của Ngài. Ở trường học, cậu luôn tìm nhiều cách để mời gọi các bạn đến gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính cậu thường cắt bớt các giờ giải trí để đến viếng Thánh Thể. Một ngày kia, đang say mê chiêm ngắm Thánh Thể, cậu đã xuất thần kéo dài suốt 7 tiếng đồng hồ vì thế mẹ của cha don bosco đã chia sẻ em ở trong nhà thờ như một thiên thần đang ở trên thiên đàng quả thật đa minh là một cậu bé bình thường nhưng lòng yêu mến thiên chúa của cậu thật phi thường quyết tâm không phạm tội với quyết tâm ngày xưng tội rước lễ lần đầu tha chết chẳng thả phạm tội cậu luôn trung thành thực hiện đa minh savio thường nói tôi không làm được những điều trọng đại nhưng tôi muốn tất cả những gì tôi làm ngay cả những gì nhỏ nhặt nhất là để vinh danh Thiên Chúa. Vì thế, khi đi học, nhiều lần các bạn rủ cậu bỏ học để đi chơi, nhưng cậu dứt khoát từ chối. Có lần, chúng bạn đưa cho cậu xem hình ảnh đổi trụy. Vừa thoáng nhìn thấy, cậu đã cầm lấy tờ báo sẽ tan ra từng mảnh và nói, Thiên Chúa ban cho chúng ta cặp mắt để nhìn những điều xấu xa như vậy hay sao? Các anh không thấy xấu hổ à? Một lần khác, có hai bạn giận dữ lấy đá ném nhau thấy thế đa minh đứng vào giữa cầm tượng thánh giá nhỏ đưa lên cao và nói trước khi đánh nhau mấy anh hãy nhìn vào thánh giá và nói đức jesus kitô vô tội khi ngài chịu chết đã tha thứ cho kẻ giết mình tôi là kẻ tội lỗi và tôi sẽ làm đau khổ ngài khi không tha thứ cho kẻ thù rồi sau đó mấy anh hãy bắt đầu và hãy ném đá tôi trước hai bạn kia cảm thấy xấu hổ, xin lỗi nhau và hứa sẽ đi xưng tội. Đà Minh luôn làm gương cho các bạn về đời sống đạo đức tốt lành. Cậu thường khuyên các bạn hãy tránh những việc tội lỗi vì nó như kẻ đánh cắp ân sủng của Thiên Chúa và sự bình an của tâm hồn. Vì thế, cả cuộc đời cậu luôn giữ mình trong trắng để xứng đáng với tình yêu thương của Chúa. Các bạn thiếu nhì thân mến, ước muốn nên thánh hay ước muốn sống thánh thiện? không phải một chuyện xa vời hay một điều không thể thực hiện được. Thánh Đa Minh Savio đã sống và làm gương cho chúng ta. Mỗi bạn thiếu nhi chúng ta cũng được mời gọi, hãy theo gương Ngài, sống hiếu thảo với cha mẹ, chăm chỉ cầu nguyện mỗi ngày, hết lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và quyết tâm sống khẩu hiệu, thả chết chẳng thả phạm tội nhờ đó đời sống của mỗi bạn thiếu nhi sẽ trở nên thánh thiện xứng đáng là thiếu nhi ngoan dễ thương của chúa và là chứng nhân tin mừng của chúa bằng chính đời sống của mình.